BMW X-Venture 2024 là hành trình tiếp theo trong chuỗi hành trình trải nghiệm thực tế dành cho khách hàng của BMW Việt Nam. Chúng tôi đã thiết kế một cung đường vừa đủ khó để tạo nên sự phấn khích cho khách hàng, vừa đi qua những địa danh nổi tiếng nhất ở Hà Giang và phù hợp nhất để phô diễn những phẩm chất đặc trưng của xe BMW X Series. Khách trải nghiệm sẽ ghé thăm những tâm điểm du lịch của tỉnh Hà Giang, đó là đèo Mã Pí Lèng, một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam, đi thuyền trên sông Nho Quế, thăm cột cờ Lũng Cú, cao nguyên đá Đồng Văn, tham gia hoạt động thiện nguyện tại xã Tả Phìn và cuối cùng là buổi tiệc gala dinner tại Quảng Bạ. Đây là ngày có nhiều hoạt động nhất trong hành trình X-Venture 2024, hứa hẹn mang lại những trải nghiệm đáng nhớ tại mảnh đất Hà Giang cùng BMW. Tuyệt vời từ những cái trải nghiệm cung đường lái xe, những sự gặp gỡ những người trải nghiệm xe cùng nhau, người cùng câu lạc bộ thì anh em trong Thaco rất là vui. Thì lái cung đường này đúng là nó vượt thấy cái giá trị anh đi, anh đúng là những cái pha đổ đèo leo dốc nó nét căng như từng ly một, nó chính xác từng ly một. Chương trình vừa rồi thì anh chị đi từ Hải Phòng lên Hà Giang và Mèo Vạc, thế thì trên cung đường thì anh cũng lái chiếc X6 và thấy lái thật là thoải mái, an toàn, đi ga rất là nhẹ nhàng với các cái khúc cua ngoặt lên dốc xuống dốc, cảm giác rất là chắc chắn. Anh cảm giác lái xe thật là thoải mái và dễ hơn rất là nhiều, cho nên là chị rất là thích. Chị cũng rất muốn được làm sao có rất nhiều các cái cuộc trải nghiệm như này nữa. Các cái chỗ mà đường xấu thì cái xe X6 vượt qua rất là dễ dàng, và kể vào cua ông cua tốc độ cao thì cũng xe nó rất là ổn định, thân xe không bị văng, nó rất là đầm. Một chiếc xe to lớn như vậy với một chiều dài cơ sở khoảng trên 3 mét nó lại ôm một cái cua ngọt ngào và rất là êm ái như thế. Hành trình từ Hà Nội lên Hà Giang là một cái quãng đường rất là dài, và đây cũng là lần đầu tiên mình được đi tới Hà Giang. Thì mình đã lường trước là cái cung đường rất là khó khăn và mình cũng nghĩ là sẽ có khả năng là mình sẽ bị say xe. Nhưng mà khi mà ngồi trên cái chiếc X5 này thì hành trình nó rất là êm ái và mình cảm thấy rất là an toàn. Như các bạn đã biết thì BMW là một thương hiệu luôn luôn được người ta tôn sùng, ông vua của cảm giác lái. Thì ở Việt Nam tôi nghĩ rằng Hà Giang là địa danh gần như là duy nhất có thể khiến cho chủ nhân những chiếc BMW yêu chiếc xe của mình hơn sau những cái trải nghiệm như thế này. Cung đường này thì anh chưa được trải nghiệm chiếc xe của mình bao giờ. Chưa bao giờ con xe của anh nó đạt lên vòng tour 5.000 bao giờ. Nó chỉ sử dụng được trong khoảng 3.000 đến 3.500 là cái cung đường phố mà anh đạp được. Trong ngày cuối cùng, kết thúc hành trình chinh phục cung đường Hà Giang với gần 50 khúc cua đường đèo dốc, đường cát đầy thử thách, hành trình của chúng tôi không chỉ là một chuyến đi, chúng tôi còn muốn là một phần của cộng đồng, một phần của xã hội, góp một chút công sức nhỏ bé cho đồng bào vùng cao. Đi cùng với những kỷ niệm tuyệt vời, BMW Việt Nam xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới quý khách hàng đã đồng hành và ủng hộ để sự kiện được diễn ra thành công tốt đẹp.